Mặc dù chủ động đăng ảnh, song cư dân mạng lại không quá bất ngờ về việc này. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Doãn Hải My thoải mái chia sẻ hình ảnh vòng hai tròn lẳn thế này. Kể từ sau khi chính thức về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My liên tiếp nhận về rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Một trong số đó là thông tin Doãn Hải My đang mang thai em bé đầu lòng. Mới đây, Doãn Hải My gây chú ý khi chính thức xác nhận thông tin này bằng loạt ảnh để lộ vòng hai nhô lên rõ ràng. Nhìn vào ảnh, nhiều người còn mạnh dạn dự đoán thời gian cặp đôi đón bé rồng sẽ không còn xa nữa và để lại vô số bình luận chúc mừng. Đây là lần đầu tiên vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu có động thái xác nhận rõ ràng như vậy. Bởi lẽ kể từ sau đám cưới, cả hai vợ chồng chọn cách im lặng trước những đồn đoán về chuyện sắp có tin vui. Trước đó, trên mạng xã hội đã không ngừng rầm rộ về tin vui của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Nghi vấn này nổi lên với loạt thông tin ẩn ý như khách mời đám cưới của cặp đôi xác nhận thông tin xuất hiện hình ảnh được cho là Doãn Hải My được mẹ chồng dẫn đi khám thai. Sau đó, tiểu thư Hà Thành tiếp tục có những động thái củng cố chuyện này như chỉ mặc trang phục giấu dáng, chụp ảnh cận mặt. Ngoài ra, trong những bức ảnh được tác, cô nàng cũng để lộ vòng hai lùm lùm. Một lần nữa chúc mừng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2020, thời điểm người đẹp chuẩn bị thi Hoa hậu Việt Nam. Đỉnh điểm là trong đêm chung kết, chàng cầu thủ công khai đến ủng hộ và tặng hoa cho Hải My, không ngần ngại dành cái ôm an ủi khi cô nàng dừng lại ở top 10 chung cuộc. Ở thời điểm này, cả hai chọn cách im lặng, từ chối chia sẻ tình trạng mối quan hệ. Tuy nhiên, cũng chính từ sự kiện này mà chuyện hẹn hò của cặp đôi càng được để ý hơn. Dù lúc đó cặp đôi không xác nhận tình cảm nhưng cư dân mạng đều ủng hộ và dành lời khen vì cả hai quá đẹp đôi. Nếu như Văn Hậu là nhân tố trụ cột từ cấp câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia thì Hải My top 10 Hoa hậu Việt Nam, sở hữu học vấn đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra cả hai còn có công việc kinh doanh riêng, không quên đồng hành và hỗ trợ nhau. Cũng trong thời gian chưa công khai, Văn Hậu và Hải My thường sánh đôi trong các đám cưới của dàn cầu thủ. Tại đây cả hai cũng để lộ nhiều khoảnh khắc đánh dấu chủ quyền như ngồi cạnh nhau, tay trong tay tình tứ. Đến tháng 8 năm 2022, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ sau 2 năm vướng nghi vấn hẹn hò. Kể từ đó trở đi, cặp đôi dần thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Thậm chí, cả hai còn có một tài khoản Instagram chung để đăng những khoảnh khắc tình bể bình của cả hai. Hầu hết mọi người đều phải gật gù khen ngợi sự đẹp đôi giữa Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Ngoài ra cả Văn Hậu và Hải My đều có mối quan hệ thân thiết với gia đình hai bên. Người đẹp thường theo chàng cầu thủ về Thái Bình thăm nhà bạn trai, tại đây cô không ngần ngại làm việc nhà hay rửa bát. Về phần Văn Hậu, anh chàng cũng có những chuyến du lịch cùng gia đình bạn gái, thường xuyên chụp ảnh chung với em trai của Hải My. Đến tháng 9 năm 2023, Đoàn Văn Hậu bất ngờ thông báo rằng Doãn Hải My đã đồng ý lời cầu hôn của mình. Thông tin khiến người hâm mộ bóng đá nói riêng và cư dân mạng nói chung ngỡ ngàng và dành những lời chúc phúc cho cặp đôi. Nhiều người cũng không khỏi suýt xoa khi nhìn lại hành trình yêu đương ngọt ngào của đôi trai tài gái sắc.